Rồi xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm về cái máy đo độ muối hay là bút thử độ muối model là đến gạch 31A của hãng Sekisui ha. Đây. Đây ha. Đây. Dơ băng ha. Đây, bút rất là nhỏ gọn để chúng ta đo độ muối và nhiệt độ luôn nha, nhưng mà cái chính là chúng ta đo độ muối ha. Đây, nó có cái khoảng, nó có cũng có cái khoảng đo của nó là 0.5% ha. Đây là cái nút on off, đây nút mà chúng ta chuyển đổi đây ha. Rồi cái nút giữ đây ha. Rồi chúng ta sẽ làm thí nghiệm trên cái muối này đây ha. Muối này nó là nó có cái phần trăm của nó ha. Đây là đây coi mấy phần trăm đây, đi dòng thành phần đó. Ngày nào có để phần phần trăm nha, nhưng mà thường là nó khoảng 0.9% ha. Đó. Rồi đây như là cái đầu sensor của nó, đo xong chúng ta nhớ đậy lại để bảo hành cho nó cẩn thận ha. Đây chúng ta lấy cái đầu ra và chúng ta mở nguồn lên đây ha. Đó, đây nước muối ha. Rồi đây là nhiệt độ, chúng ta chuyển qua cái đơn vị đo phần trăm, đây 0.0% ha. Rồi chúng ta bắt đầu nhúng cái đầu đo vào ha. Đó. Đây 0.8% ha. Đó, rất là nói chung là cái độ sai lệch của nó rất là nhỏ ha. Đó. Rồi chúng ta lấy ra và chúng ta lao lại cái đầu dò, cái đầu sensor, lấy khăn sạch chúng ta lao lại ha. Rồi chúng ta lao lại là cái gì không, rồi chúng ta tiếp tục làm một cái thí nghiệm thứ hai đây, cũng để vào để cái đầu dò vào, và đợt này chúng ta thấy nó cũng là 0.8, cái độ ổn định nó rất cao ha. Đây đó ha. Đây là cái sản phẩm dùng để chuyên đo độ muối trong thực phẩm ha. Đó, sản phẩm của hãng Sekisui Nhật Bản, bảo hành 12 tháng. Các bạn có yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0904 259 271. Rồi xin chào các bạn.